Hello, chào mừng em đã quay trở lại với channel Văn Tùng và đến với một video clip Văn Tùng sẽ reaction cà phê tuyển thủ Sọp, gã quái quyệt đã làm chấn động thế giới. Cái series cà phê tuyển thủ này thì mình đã reaction khá là nhiều thành viên của T1 rồi. Ngày hôm nay sẽ chuyển qua một thành viên khác mà mình cũng rất là thường xuyên theo dõi, đó là Sọp. Hiện tại đang thi đấu tại LPL trong màu áo của Weibo Gaming. LPL thì cũng đã bắt đầu rồi và để xem ngày hôm nay thì cà phê Liên Minh sẽ nói gì về Sọp anh em nhé. Let's go. Nhắc đến cái tên Sọp hay SOFM thì hẳn mọi người cũng đã mặc định trong đầu đây là thần rừng xuất sắc nhất Việt Nam mà còn gọi là tuyển thủ giỏi nhất mà chúng ta từng sản sinh ra với vô số thành tích làm chấn động thế giới, là niềm tự hào của khu vực VCS và mang một phong cách riêng không bao giờ mất đi. Sọp là mẫu tuyển thủ kỳ lạ nhất và cũng đáng theo dõi nhất của Liên Minh Huyền Thoại với phong cách rất riêng theo kiểu một mình anh ta. Và các bạn đều biết Sọp có tướng thủ là Lee Sin, nhưng vị tướng rừng giúp anh ta có Pentakill lại không phải là thầy tu mồ. Có ai nhớ đó là vị tướng nào không ạ? Hãy để lại bình luận ở bên dưới nha. Pentakill thì nó đừng quên nhấn nút like và subscribe cho cà phê Liên Minh, cũng như để lại các bình luận góp ý cho bọn mình ở bên dưới. Còn bây giờ thì cùng bắt đầu video ngay từ đầu. Rank level 100 à? Sọp thực sự là một thần đồng và còn là một mầm non nhú rất sớm. Từ khi là một cậu nhóc học sinh lớp 8 mới 15 tuổi, Sọ đã bắt đầu trên con đường chinh chiến. Không như các thần đồng khác phải chờ đợi đến ngày debut rất lâu, chàng trai trẻ này đã tạo ấn tượng ngay từ khi mới xuất hiện tại đấu trường danh vọng mùa 2. Hẳn các bạn fan còn nhớ rằng con Rengar đi đường trên của Sọp lúc đó đã cho QTV, người được đánh giá là tuyển thủ đi top hay nhất Đông Nam Á khi đó, ăn hành no nê như thế nào. Sọ đã trình diễn kỹ năng kinh khủng, nhất là với trick nhảy hai lần của Rengar để cho khán giả lẫn các bình luận viên phải kinh ngạc sững sờ. Không mất bao lâu để Sọp chính thức bước chân vào đấu trường chuyên nghiệp khi nhận lời mời từ Fluis, một trong những đội tuyển cực kỳ có số má của làng Liên Minh Huyền Thoại Việt Nam khi đó. Đội tuyển nhanh chóng có được một thành công bước đầu và khi vô địch hành trình Huyền Thoại và cả đấu trường danh vọng mùa 4, vượt qua những cái tên đình đám như Sài Gòn Joker. Qua thời gian 2014 có thể nói là một khoảng lặng của Sọp. Mặc dù Fluis thi đấu tương đối tốt tại GPL, nhưng khi đó các đội tuyển đến từ Đài Loan vẫn là một thứ gì đó không thể vượt qua. Những thứ khiến cho Sọp bị nhắc tên nhiều nhất chính là việc lùm xùm về tuổi tác tại GPL mùa hè 2014. Khi theo quy định mới thì các tuyển thủ dưới 17 tuổi sẽ không được tham gia thi đấu, và khi đó Fluis không phải chỉ có một mà tới hai tuyển thủ vi phạm luật. Điều khiến cho drama này phiền phức đó là do cả Sọp và Zep đều đã đăng ký từ đầu giải, đánh như bình thường cho đến khi vòng playoff thì nó mới bị khui ra. Điều này khiến Sọp gần như bỏ lỡ một năm trời vô ích. May mắn, nó không làm ảnh hưởng tới tuyển thủ trẻ này. Để sập mũi Yasuo. Sập trở lại vào năm 2015 và cùng với King of War đứng giữa, tạo thành một bộ đôi song sát, gieo rắc nỗi kinh hoàng cho mọi đối thủ. Thời gian này, Sọp bắt đầu chứng tỏ Yasuo mới ra sau đó múa. Khi đó anh ta đúng nghĩa là hoàn toàn không có đối thủ ở khu rừng, với khả năng đánh bất kỳ vị tướng nào, và mỗi khi cầm Lee Sin thì chỉ có khiến đối thủ khóc thét. Các con mồi của Sọp cho năm 2015 là rất nhiều, nhưng nổi bật nhất vẫn là ván đấu cầm Lee Sin đầu với Sài Gòn Joker tại VCSA mùa hè năm đó. Nếu có sách giáo khoa về cách đánh Lee Sin xâm lăng của Việt Nam thì trận đấu này sẽ luôn nằm trong trang đầu tiên. Vì Sọp đúng nghĩa là một mình làm hết, ao trình hoàn toàn đối thủ một cách mãn nhãn và không cho Sài Gòn Joker một nhịp nào để thở. Sau ván đấu đó, người ta đã hiểu rằng Sọp đang nằm ở một cái tầm khác so với các tuyển thủ còn lại tại VCS. Ao làng quen thuộc bắt đầu chật chội hơn với thần đồng này. Nếu có một thứ gì đó để nói về sự nghiệp của Sọp thì đó là việc anh ta rất giỏi nhưng luôn vô duyên với danh hiệu hay chung kết thế giới. Năm 2015, khi Sọp hủy diệt mọi thứ trong rừng thì lại là lúc người Thái với Bangkok Titan nổi lên như một thế lực tại Đông Nam Á. Những gã khổng lồ Thái Lan đã dội một gói nước lạnh vào tham vọng của Fluis lẫn VCS. Khi tại vòng loại tranh vé khu vực, bọn họ đã đánh bại cả đại diện VCS trên chính sân nhà để một mình bước vào trận chung kết thế giới trong sự nuối tiếc của người hâm mộ Việt Nam. Sọp cũng tiếp tục không thể về đích tại VCSA mùa hè 2016, mặc dù đây là giải đấu mà Fluis đã vào tới trận chung kết. Chỉ chịu thua trước Sài Gòn Joker sau 5 ván đấu cực kỳ căng thẳng. Coca-Cola cho thấy sự bất lực của thần rừng Sọp khi anh ta không thể nào một mình gánh được các đồng đội. Mùa hè đó, Sọp tiếp tục đổi vị trí từ đường trên ra đường giữa rồi đánh cả xạ thủ. Có cảm giác như Fluis khi đó dựa hết vào Sọp để làm sau đó bắt anh ta phải carry bằng mọi giá. Đến mức độ trong trận chung kết thì cả 5 ván đấu Sọp đều phải đánh xạ thủ. Nó đúng như kiểu là một trận đấu kéo danh, khi thằng bạn thách đấu của bạn phải làm hết mọi thứ không cần hỏi.
Và cuối cùng mặc dù sọp đánh xạ thủ cũng kinh khủng như đi rừng, nhưng một cái ngán không thể làm nên mùa xuân. Phun Luis đã để thua Sài Gòn Joker với tỷ số 3-2 và sọp lại một lần nữa lỡ hẹn với danh hiệu tại Việt Nam. Vì đây là giải đấu cuối cùng mà anh ta thi đấu ở quê nhà. Đợt đó tính thời gian nửa sau năm 2016 có thể nói là đen tối nhất của Liên minh Huyền thoại Việt Nam, khi nhà vô địch Sài Gòn Joker trở về từ vòng loại MSI 2016 theo cách đầy tủi nhục, khi để thua trắng trong cả 7 ván đấu, thành tích tồi tệ nhất trên đấu trường quốc tế và khiến họ phải giải tán không lâu sau đó. Nhưng đối với Sọp thì đây là quãng thời gian đánh dấu bước ngoặt trong sự nghiệp của anh ta. Khi trở thành người đầu tiên được sang những người vừa lên ngôi vô địch chung kết thế giới mà sau đó còn là LPL còn vừa lên ngôi vô địch MSI. Ngay Sọp rời khỏi sân bay, không mấy người hy vọng chàng trai này sẽ làm nên chuyện. Nhưng chỉ một năm sau thôi, cả thế giới sẽ phải biết đến cái tên Sọp hay Style of Me. Thực tế cơ duyên đưa Sọp đến với LPL khi đó hoàn toàn đến từ việc anh ta nằm trong top thách đấu tại bên chủ Hàn. Đây cũng là lúc mà đế chế SKT T1 đang ở ngưỡng hùng mạnh nhất. Nên do đó, bất cứ cái gì có mác Hàn Quốc đều mặc nhiên được xem là như báu vật, nhất là các tuyển thủ lên được thách đấu tại mấy chủ nước này. LPL, LCS Bắc Mỹ và châu Âu đua nhau xin được chữ ký của các tuyển thủ người Hàn Quốc, kể cả là những người kém tên tuổi, miễn sao họ lên được top cao thách đấu Hàn. Riêng Sọp thì anh ta là người đầu tiên và cũng là duy nhất của Việt Nam đạt được thành tích đó. Nhưng khi sang LPL thì vị trí đầu tiên của Sọp cũng chỉ là học viên trong một đội tuyển tầm trung là Snake. LPL thì anh ta... Các bạn nhìn bảng xếp hạng ngày đấy đi ạ. Các bạn nhìn bảng xếp hạng đi ạ. Faker đứng đầu, top 1 thách đấu. Đứng thứ hai là Dofa. Ngày xưa toàn là những cái tên như này thôi anh em ạ. Top 3 tôi không biết, top 4 là Hardenburg. Đó, Hardenburg chính là ạ cầu hiện tại mà Faker đang đánh duy nhất. Còn cái SKT T1 Faker thì bị lâu quá không dùng, sau đó bị mất và người ta đổi tên mất rồi. Rust, người đi rừng của Team Impulse, sau đó thì có về đánh cho KT một vài mùa và giờ thì đang nghỉ rồi. Sau đó thì đến Solo, Chaser, QV, Sọp, Tank. Tank với Sọp ngày đấy là một cặp ở bên phía Snack. Rồi Bang đứng thứ 11. Nói chung là cũng là những cái tên tương đối hoài niệm rồi. Ta là người đầu tiên và cũng là duy nhất của Việt Nam đạt được thành tích đó. Nhưng khi sang LPL thì vị trí đầu tiên của Sọp cũng chỉ là học viên trong một đội tuyển tầm trung là Snake Esports mà thôi. May mắn cho Sọp là anh ta không phải đợi lâu, vì người đi rừng chính của Snake là ZZR gặp nhiều vấn đề về tâm lý nên Sọp được xuất hiện sớm hơn dự định. Đối thủ của Snake khi đó là Newbie, đội tuyển vỡ vua sát thủ đa đề tại đường giữa. Sọp đã có một màn chào sân level 2 con Asia không có khi cho LPL thấy thế nào là phong cách khát máu, ganh sớm. Đa đề chắc chắn đã có một ngày thi đấu vô cùng khổ sở khi anh ta bị một con Grave cấp 2 với bộ đỏ bỏ hết, không thèm farm, tiến ra đường giữa ganh mình ngay ở cấp 2 với một phong thái hung hãn như một tên cướp chính hiệu. Châm ngôn của Sọp khi debut tại LPL là rất dễ: rừng bạn là của tôi và quái của bạn cũng là của tôi. Các bình luận viên này như tôi có reaction rồi anh em nhé, anh em có thể xem lại phần hoang dã này. Chỗ nào có dấu chân của Sọp là quái không thể mọc, con người chỉ có nước chạy chối chết. Nó khát máu gấp 10 lần những gì người ta có thể tưởng tượng. Top Flandre. Ngay từ những ngày đầu đó, Sọp đã cho thấy mình không hề bị ngợp khi đánh tại LPL. Anh ta sẵn sàng vô diễn kỹ năng cũng như cách chơi của bản thân, vượt ra khỏi sách giáo khoa và không sợ phạm sai lầm. Trận này tôi không xem những cái trận trận Gray hoặc là trận đầu tiên Lee Sin mà Sọp đánh ở LPL, hoặc là trận đầu tiên mà không phải cho trận đầu tiên mà trận Rengar Double 100 đánh VKTV thì mình đã reaction hết ở trên kênh Văn Tùng rồi, anh em có thể research lại trên kênh Văn Tùng để xem là những trận đấy Sọp đánh như nào anh em nhé. Trong mùa 2016, khi lần đầu đặt chân tới LPL, có thể nói Sọp đã phần nào đem chất đánh danh của Việt Nam đến đấu trường chuyên nghiệp. Rõ ràng là bạn không thường xuyên thấy một con Lee Sin lên diều Tiamat đầu tiên hay Nidalee sang cướp rừng bạn như rừng nhà tôi. Và đó mới chỉ là hai trận đấu đầu tiên của Sọp mà thôi. Mùa hè 2016 đó, thành công ngoài mong đợi của cả Sọp lẫn Snake Esports khi họ thi đấu cực kỳ thăng hoa để vào đến vòng loại khu vực giành vé đi chung kết thế giới. Tiếc Snake là BO10 thua. Snake đã có một trận BO5 cực kỳ căng thẳng khi thắng 3-2 trước VC Gaming của các Dandy hay là Easy Hood. Nhưng sau đó lại để thua đầy đáng tiếc với tỷ số 3-2 trước WE. Nhiều người khi đó đã chỉ trích sở dĩ Snake thua do là do các tuyển thủ phải đánh liên tục 2 BO5 trong cùng một ngày. Một ngày anh em suốt từ buổi 10. Trưa cho tới tận tối mịt, khiến thể lực và tinh thần của họ bị bạo mòn và không còn giữ được sự tỉnh táo nữa. Dù thế nào thì đây vẫn là một mùa giải như trong mơ của Sọp. Khi anh ta sau từ đấy Sọp còn nói nó đánh đề ba xe cấp nữa. Tức là trận đấu đấy Sọp tưởng là Sọp đánh đề ba xe cấp chứ không phải là đánh vòng loại khu vực đi chung kết thế giới anh em ạ. Tức là Sọp nó nghĩ là nếu nó thắng cái giải này thì nó sẽ vô địch đề ba xe cấp thì phải. Chứ sau đó thì người ta nói mới biết là thật là thắng trận này là sẽ đi chung kết thế giới.
Mà hôm đấy đúng là BM nó hơi bị khắc nghiệt về mặt thể lực cho bên phía của Snake Esports thật. Nhưng mà thành tích này là thành tích mà nó vượt ngoài tầm mong đợi của fan hâm mộ Snake Esports rồi. Đấy, Snake yếu lắm. Snake là một team tầm trung rồi mà mùa đấy đánh vòng bảng đã hình như top 2 rồi. Là Sọp ngay lập tức nó đã chơi một lối chơi rất là hổ báo và nó đánh theo kiểu là jungle carry. Nhưng mà lối chơi như vậy thì theo như chia sẻ của Sọp thì Kenzu hoặc là huấn luyện viên ngày đấy của Snake Esports bảo là lối chơi như vậy nó không không hay. Và sau đó thì thay đổi rất là nhiều về lối chơi của Sọp. Tất nhiên là Sọp vẫn còn đánh carry ở nhiều mùa nhưng mà sau đó các bạn thấy là Sọp sẽ chuyển sang đánh hỗ trợ đồng đội nhiều hơn. Hiện tại ở Weibo thì Sọp cũng đánh theo kiểu là hỗ trợ đồng đội. Tất nhiên là có những game xanh vẫn carry được nhưng mà đánh theo kiểu là hy sinh giữa game là bỏ farm cho hoàn phân farm hết rồi. Vì đấy là lối chơi nó hiệu quả nhất ở tầm đẳng cấp cao của Liên Minh Huyền Thoại. Còn những ngày như 2015, 16 thì Sọp vẫn có thể mang cái lối chơi đánh rank vào, vẫn có thể đánh rất là tốt và có thể carry ổn. Vì thời đấy Liên Minh thì nó vẫn còn sơ khai và nó phụ thuộc rất là nhiều vào kỹ năng cá nhân và dừng carry ngày đấy thì nó cũng nhiều. Sau đó nhận được giải thưởng Tân binh xuất sắc nhất năm, vào là một bước tiến dài từ một tuyển thủ gần như vô danh mấy tháng trước để tiến vào top đầu trong khu vực LPL. Nhưng nhìn lại những ngày ở Snake thì đúng là Không có buồn thành tích nhiều em. hơn vui cho Sọp. Sau mùa xuân 2016 có phần lên đồng thì Snake vẫn chỉ là một đội tuyển nhóm giữa trước khi Sọp gia nhập. Thì ngoại trừ Flandre ra thì bọn họ không có một ngôi sao nào thực sự nổi bật. Ngày đấy Flandre đi Sát đường thủ ác vãi. Crypto Đánh có kèo thể nào nói win. là tiềm năng nhưng anh ta lại gặp chấn thương liên tục nên phải sớm nhường chỗ cho Martin, người mà các fan Việt Nam hay gọi vui là siêu xạ thủ thua đường. Snake rất chăm chỉ chuyển nhượng, nhưng thay vì tìm kiếm những cái tên lớn, họ chỉ nhắm vào những món hàng rẻ hoặc các tuyển thủ đã không còn ở thời kỳ đỉnh cao nữa. Đỉnh cao nhất là việc đưa xạ thủ OSQ là một người Hàn về đội, qua đó phải loại đi đường giữa tank vì luật ngoại binh, để rồi nhận ra OSQ đánh quá tệ và khiến cho Snake gần như mất trắng năm 2017. Thành tích của Snake trong những năm này hầu hết là loanh quanh ở top 5 tới top 8, đúng như thực lực cũng như tham vọng của họ. Sọp đánh vẫn rất hay, nhưng một phần vì đồng đội, một phần khác là các huấn luyện viên LPL cũng từ từ đọc được cách đánh của anh ta, nên Sọp đã không còn có thể tung hoành như trước. Trên các cái topic của bên phía LPL giống như kiểu Reddit ở nước ngoài anh em ạ, họ mổ xẻ vòng rừng của Sọp, họ phân tích vòng rừng của Sọp, họ tìm ra cách counter, và đợt đấy thì Sọp cũng có một khoảng thời gian bị bắt bài khá là nhiều và không có được thành tích quá tốt tại LPL. Cũng có một thời điểm nhiều người người ta hỏi là Sọp có nên về Việt Nam không? Thì theo những quan điểm cá nhân của tôi là không. Về Việt Nam thì bởi vì Sọp ở Việt Nam chưa từng đi chung kết thế giới các bạn. Thế nên người ta cứ bảo là thôi Sọp đánh như thế thì về Việt Nam vẫn có thể làm vương được, vẫn có thể đi chung kết thế giới được. Việt Nam bây giờ có tới 2 slot chung kết thế giới. Thì ước mơ của Sọp là đi chung kết thế giới nhưng mà theo góc nhìn của mình ngày đấy mình cũng hay chia sẻ với các bạn là thôi thì Sọp cứ ở bên LPL đi. Cố gắng thêm vài mùa nữa, tiền bên đấy thì rất là nhiều. Cái thứ hai nữa là mấy năm thì không đi chung kết thế giới rồi. Nhưng mà chỉ cần đi chung kết thế giới ở một trong 4 slot của LPL thôi anh em, hoặc là một trong 3 slot của LPL thôi thì cái cửa nó có thể đánh sâu hơn là rất cao, bởi vì bất kỳ một hạt giống nào của LPL đều mạnh cả. Còn nếu như đi ở VCS thì cũng được thôi, dễ thôi. Về Việt Nam cái là có team là đi chung kết thế giới được liền, vì cái trình của Sọp thì có thể gánh cả một team. Và kiểu gì với thực lực của Sọp thì cũng sẽ là những top team người ta mời Sọp về chứ không phải là những team nhóm dưới được. Thì đi chung kết thế giới cũng được thôi, nhưng mà đại diện cho VCS đi chung kết thế giới thì đó giờ chưa thể vượt qua vòng bảng. Có các bạn thấy là 2020 khi mà Sọp nó nỗ lực, nó kiên trì đến như vậy thì một khi đại diện cho LPL đi chung kết thế giới thôi và kể cả đó là slot 3 thì vẫn đến tới trận chung kết của chung kết thế giới. Điều mà nếu như đánh một team VCS thì sẽ không không thể nào có được. Chưa kể được nữa. Các fan hay gọi quãng thời gian ở Snake giống như là một cái tù chôn chân Sọp, vì mỗi mùa chuyển nhượng lại là một mùa thất vọng với những cái tên lạ hoắc không biết Mặt từ mặt đâu thì ra ngày đấy vào nhìn đội hình, non. chỉ biết đánh vài trận là lại thay thế. Trừ Flandre và Sọp ra thì Snake sau này là Lightning đã đổi không dưới 10 tuyển thủ ở các vị trí còn lại. Do đó Snake Esports có thể là nơi mà Sọp đã tạo được dấu ấn đầu tiên ở LPL, nhưng chắc chắn không phải vùng đất hứa để anh ta vươn tới đỉnh cao. Phải mãi tới năm 2020 khi hợp đồng đã chấm dứt, Sọp đi tìm một bến đỗ sáng lạn hơn thì thành công mới đến với anh ta. Mùa xuân 2020, Sọp đã chuyển sang ngôi nhà mới là Sunning Gaming. Thực tế thì nếu xét về vị thế, Sunning cũng chẳng hơn Lightning là mấy, nhưng cũng thuộc dạng nhóm giữa bảng xếp hạng LPL, cùng với một dàn tuyển thủ trẻ ít tên tuổi, không có mấy tiếng tăm khi đó. Nhiều người cho rằng đây là một bước đi sai lầm của Sọp. Nó càng được chứng minh khi mùa xuân đó Sunning thi đấu cực kỳ bết bát. Nếu như lúc trước, đường trên có Flandre luôn là chỗ có thể tin cậy được, thì nay thay thế vào đó là Biu Biu và Bin, những người sử dụng cá sấu đi đường thua on của giật sai hoặc chuyên môn chết một cách lãng nhách trước giao tranh. Đường dưới chúng ta có Hoan Fang và Soadak, một phiên bản thua đường còn kinh khủng hơn cả Martin hay bất kỳ hỗ trợ nào trước đây Sọp từng chơi cùng. Soadak đóng vai trò là kêu gọi chính, nhưng thay vào đó thì lại vô cùng tệ khi liên tục có những pha xử lý mù mắt.
chết lẻ một Neymar sẽ cấp với mùa xuân năm 2020 là bỏ. Fan fan mùa xuân 2020 thì còn xa mới đạt đến trình độ của một xạ thủ tầm LPL. Đó là còn chưa nói tới Enzo đường giữa chỉ biết đánh thủ hòa. Nhìn chung Sunning khi đó là một mớ hổ lốn đích thực, cho nên không có gì lạ khi họ kết thúc giải ở vị trí thứ 11. Còn fan hâm mộ thì chỉ biết hy vọng mùa sau sẽ khác, nhưng cách mà họ đã quá quen thuộc. Mùa xuân không đánh ở playoff mà thôi. Nhưng mùa hè 2020 là một sự thay đổi đáng kinh ngạc với Sunning. Cuối cùng họ cũng định hình được bộ khung 5 người thi đấu chính thức và bắt đầu có một hành trình không tưởng để đi đến trận đấu cuối cùng tại chung kết thế giới. Mùa xuân 2020 chính là thời điểm mà LPL Việt Nam Official có. Và thời điểm 2020 đấy là thời điểm mà Văn Tùng nhận được một lời mời từ LPL Việt Nam Official là hãy cắt LPL đi, bạn có thể hợp tác với tôi để cắt LPL tại Việt Nam hay không? Và những trận của Suning thì mình cắt khá là nhiều, mùa xuân đánh cực kỳ thất vọng. Mùa xuân BBU đánh cực kỳ thất vọng. Và sang màu áo mới thì BBU vẫn để thua Bin. Từ đấy thì Bin lại bị một vấn đề, đó là vấn đề dịch bệnh. 2020 thì nó bị dịch bệnh rất là căng và từ đấy thì Bin lại bị kẹt ở nhà thì phải. Và không đến Gaming House để tập trung đánh chung với team được mà BB phải đánh. Nhưng mà sang mùa hè thì đợt cuối mùa xuân sang mùa hè thì Bin xuất hiện nhiều. Và từ đấy Bin được đánh giá là Dersai 2.0. Tay rất to và đánh carry rất khỏe. Tất nhiên là về bên phía của Suning thì cần sọc cover khá là nhiều. Khi đó ngoại trừ hai ông lớn mạnh hơn hẳn, còn lại là Top Esports, Judo Gaming thì cuộc đua cạnh tranh cho các vé còn lại vô cùng khốc liệt. Suning phải giành giật nó với Invictus, LGD đã nổi lên như cồn nhờ vào người đi rừng Peanut, hay cả Victory Fight với các thành viên cũ đến từ Suning chuyển sang. Đây cũng là mùa giải chứng kiến sự tiến bộ vượt bậc của Bin và Hoàng Phèn. Còn Sop thì chuyển sang phong cách thi đấu bảo vệ chủ lực, gây rối loạn hàng sau cũng như đánh các vị tướng đỡ đòn vô cùng chuẩn chỉ. Bọn họ kết thúc vòng bảng ở vị trí thứ tư, bước vào trận đấu gặp Victory Fight. Trước khi trận đấu này diễn ra, đã có rất nhiều người cho rằng Suning sẽ gặp khó khăn khi Victory Fight đang đánh như lên đồng. Mùa xuân đánh đúng hay luôn. Wayway ở vị trí đi rừng. À, mùa hè đánh đúng hay luôn. Chính là cái BO5 này, Sop đã cho thế giới biết tại sao Wayway phải chuyển sang Victory Fight khi anh ta trình diễn một loạt trận tuyệt vời với đỉnh cao nhất là con Javan hoàn hảo ở ván 4, góp công lớn giúp cho Suning chiến thắng thuyết phục đối thủ với tỷ số 3-1. Mặc dù phải chịu dừng bước trước nhà vô địch Top Esports ở bán kết, nhưng Suning cũng tích đủ điểm để tham gia vòng loại khu vực. Tại đây, Sop một lần nữa kéo dài danh sách các con mồi ưa thích của mình với nạn nhân xấu số là hạt đậu nhỏ Peanut. Bất chấp việc Peanut mùa hè mùa Peanut không thắng sao được ván nào rất lực, nhưng khi chạm mặt với Sop là anh ta tắt điện hoàn toàn, tính luôn cả hai cái BO5 ở playoff và vòng loại khu vực. T-Shop đã nhét hành cho Peanut tới 7 ván không gỡ. Thực sự đó là cơn ác mộng cho đậu nhỏ cho tới lúc mà LCD giành được tấm vé thứ tư đi chung kết thế giới. Mùa hè 2020 đó, cuối cùng Sop cũng đạt được mục tiêu đi chung kết thế giới. Thứ đáng lý là phải có từ lâu với trình độ của anh ta. Suning được xếp chung bảng với Zichu, Team Liquid và Machi Esports. Một bảng đấu tương đối vừa sức và ai cũng hy vọng rằng trong lần ra thế giới đầu tiên này, Sop sẽ tỏa sáng đúng với kỳ vọng. Và thần rừng Việt Nam thậm chí còn làm hơn cả mong đợi. Anh ta trình diễn một lối chơi mãn nhãn nhất cho người xem, cũng như gây ức chế chưa từng có cho kẻ địch. Bất chấp meta khi đó, rừng phải ganh sớm để lấy lợi thế. Sop đã chọn một Idali thuần farm, farm hết từ rừng mình đến rừng bạn, farm cả quái to lẫn rồng và ăn cả lính ngoài len. Chưa từng có một con Nidalee nào ám ảnh như Sop tại năm 2020 đó, khi nó có chỉ số ngang với lại người đi đường, có thể bỏ túi cả trăm CS và hoàn toàn bất tử khi bị gank. Broxa của Team Liquid và Gemini bên phía Machi chắc chắn là Broxa những người trải đúng nghiệm kiểu điều này rõ nhất, vì bọn họ đi tới đâu là thấy rừng của mình chống chơi tới đó. Thực sự là không hiểu quái nó bay đi đường nào hết rồi. Con Nidalee của Sop đã khiến cho tất cả thế giới phải phát rồ. Với những pha xử lý chẳng khác gì Smoke rank trong giải đấu. Những màn vào rừng đối phương ăn mạng đúng nghĩa chỉ có trong rạch, không những Sop mà Bin hay biết bao nhiêu pro view của Sop, bọn họ còn thắng cả Zichu trong trận hay của Suning và đang hoàng tiến vào playoff với thành tích là đứng đầu bảng A. Nhưng ngay sau khi bốc thăm thì các fan đã bị dội một gáo nước lạnh vì Suning không những phải đụng độ với Jin Dong ngay một lượt Top Esports nữa, mà nhánh của họ cũng có thêm cả Top Esports nữa. Coi như chưa đánh đã cầm chắc thất bại rồi. Các fan tự an ủi nhau, thôi thì đi chung kết thế giới và đến đây là coi như hạnh phúc. Nhưng Sop thì vẫn luôn là Sop, anh ta biết cách để tạo nên điều kỳ diệu. Judo Gaming và nhà vô địch LPL Top Esports lần lượt gục ngã trước Suning cùng với tỷ số 3-1. Theo cùng một kịch bản là bị bóp nghẹt giao tranh hoàn toàn không có cửa. Suning trình diễn một lối chơi mãn nhãn với các kỹ năng ra vào combat không tưởng. Toàn bộ 5 thành viên của họ đều đạt được ngưỡng phong độ kinh khủng nhất chưa từng thấy. Trong đó Sop là đầu tàu mở ra mọi thứ. Anh ta hủy diệt Kanavi ngay từ những phút đầu tiên. Kế đó là một con sen đi rừng chưa ai có thể bóp nát Kasa. Đến cả Enzo, người luôn bị đánh giá thấp, cũng cho thấy khi cần mình cũng có thể bước lên carry với một con Akali luôn trên cả hoàn hảo để hủy diệt Nai ở ván đấu cuối cùng với Top Esports. Suning ghi dấu ấn đậm nét ở trong hai trận đấu này, nhất là khoảnh khắc Hoàn Phan dựng sân khấu tử thần bắn từ nhà Jin Dong ngược ra sau lưng đối phương, cho thấy sự trên cơ tuyệt đối của họ. Và sân khấu này không phải của bất kỳ ai khác
mà nó thuộc về Sọp và các đồng đội. Hành trình kỳ diệu của Sát Ninh chỉ dừng lại khi gặp Đam Buôn, thực sự là vào năm 2020 đó. Làm gì có đội tuyển nào thể hạ gục được Đam Buôn và người Hàn lúc ấy chỉ đơn giản là quá mạnh. Mặc dù vậy thì Sát Ninh vẫn kịp để lại dấu ấn bằng một ván đấu của khi Sọp cầm Rengar. Còn Min với con Fiora của mình thì có Pentakill đầu tiên và duy nhất trong một trận chung kết thế giới. Sát Ninh thất bại trước Đam Buôn và khép lại một năm 2020 thành công đến điên rồ với cá nhân của Sọp. Trở lại LPL vào năm 2021 thì là một nốt trầm với Sát Ninh khi họ không có thành tích gì đáng kể. Sang năm 2022 thì đổi tên thành Weibo Gaming và giờ sai thay thế cho Bin. Đội tuyển bắt đầu có những bước tiến mạnh mẽ. Mặc dù chỉ về thứ 6 tại mùa xuân, nhưng đội hình này cho thấy sẽ là một kẻ cạnh tranh đáng gờm cho chiếc vé đến với chung kết thế giới 2022 lần này. LPL chắc chắn là rồi. Mùa 2021 bị thua vòng loại khu vực, anh em à, bị thua playoff. Thua rất là đáng tiếc luôn. Mùa vừa rồi để thua ở trận BO5 với Li Ning, xong rồi để Li Ning đi chung kết thế giới rất là đáng tiếc. Thật sự thua ván 5 nữa chứ. Đợt đấy mà thắng được Li Ning vào vòng trong thì tôi nghĩ là có thể cạnh tranh chiếc vé đi tiếp ở vòng loại khu vực được, và thậm chí là đại diện được hạt giống số 4 đi chung kết thế giới nữa cơ. Tất nhiên Li Ning thì cũng chỉ dừng lại ở tại giai đoạn vòng bảng, ở cái bảng D, nó hơi bị tử thần, bảng D nó 4 đội 2 đều anh em ạ. Thì mùa giải vừa rồi là khá đáng tiếc cho những thứ của Sọp. Mùa này thì đang có hy vọng làm lại, nhưng mà mùa xuân thì phong độ hơi thấp một chút ở mấy vòng cuối. Mùa hè thì cũng chưa biết như thế nào. Trận đấu khắc nghiệt nhất thế giới. Điều này là không cần phải bàn cãi. Bạn hãy cứ nhìn vào số lượng đội tuyển tham dự cũng như nhà vô địch của giải đấu luôn luôn đổi chủ trong mấy năm gần đây thì biết. Nếu như bạn không phải là người giỏi nhất, bạn sẽ bị thay thế luôn chỉ sau một mùa giải. Vị trí đi rừng của LPL thì ngày càng khắc nghiệt hơn. Giải đấu này có thể chôn vùi bất cứ tuyển thủ nào và biến họ trở thành những kẻ vô danh, bất chấp trước đó bạn có từng vô địch thế giới đi chăng nữa. Hãy nhìn vào tấm gương của Ninh, MVP chung kết thế giới 2018. Chỉ sau một mùa xuân thảm bại ở MSI, giờ đây anh ta đã gần như bị bỏ quên và phủi bụi ở nơi nào đó mà chẳng ai quan tâm tới nữa. Hay gần hơn thì chúng ta có Thayen, thiên tài thế hệ tiếp theo của LPL năm 2019, người từng cho cả thế giới ăn hành vì cũng đã có một mùa giải thất bại. Giờ đây, mặc nhiên bị đánh rớt xuống nhóm các tuyển thủ hạng 2, hạng 3 ở LPL. Nói như vậy để cho các bạn thấy, Sọp đã phải cố gắng thế nào để trụ lại ở giải đấu này, khi mà số lượng thần đồng xuất hiện ở mỗi năm phải tính theo con số hàng chục. Mặc dù phong độ có thể thay đổi theo thời gian, nhưng tổng thể thì Sọp vẫn luôn được đánh giá là tuyển thủ nằm trong top các người đi rừng LPL. Để làm được điều đó thì phải có yếu tố tiên quyết, đó là bạn phải có trình độ thuần, hay nói đơn giản là tay bạn phải thật to. Kể cả tài năng trẻ 17 tuổi với 10 năm kinh nghiệm như Faker mà tay không to để xử lý kỹ năng thì có đầu óc già dơ thế nào đi chăng nữa cũng vô ích. Ngoài việc liên tục cày danh và tìm hiểu meta thì một điều quan trọng giúp cho Sọp luôn luôn giữ tay là khả năng chơi đa nhiệm nhiều vai trò. Anh ta chắc chắn là người đi rừng đánh nhiều vị trí nhất tại LPL. Trong sự nghiệp của mình thì ngoại trừ đường trên ra, còn đâu Sọp cũng đã thi đấu tại đường giữa, xạ thủ và cả hỗ trợ hết cả rồi. Cái này một phần cũng làm cảm ơn quãng thời gian Sọp còn đánh từ Việt Nam, đặc biệt là lúc tại đội tuyển Full Louis. Một điều mà mọi người đều biết đó là khi đó Full Louis ít quy tụ các siêu sao tay to. Mùa giờ Sọp có đánh support anh em ạ, chạy contract ấy. Dẫn đến việc đội hình của họ thường xuyên thay đổi. Quãng thời gian năm 2015 đến 2016 cũng là lúc mà Sọp vô đối tại Việt Nam, không chỉ ở trong rừng mà bất kể vị trí nào anh ta thi đấu đều có cảm giác ao trình hoàn toàn phải còn lại. Sau các chuyển từ đi rừng sang đường giữa rồi xạ thủ và cho cả Sài Gòn Joker phải ăn hành. Về sau khi sang LPL cũng có vài trận tuyển thủ này cũng chuyển xuống hỗ trợ, thành ra bộ tướng vốn đã rộng và tư duy của Sọp cũng rất khác người. Hàng các bạn còn nhớ vào mùa hè 2018 có một meta dị hợp nơi đi rừng được dồn tài nguyên và đường giữa phải đánh hỗ trợ nhường farm. Nó đã khai sinh ra các lựa chọn cực kỳ nhảm nhí với Kai'Sa và Master Yi đi rừng. Sọp là người duy nhất có thể đánh kiểu này và tương đối thành công. Điều đó nhờ vào khả năng ứng biến tuyệt vời của anh ta ở mọi vị trí. Đây cũng chính là thứ giúp cho Sọp đứng vững ở LPL, tư duy luôn đi trước mọi người. Có một cụm từ mà các bình luận viên thế giới nhắc đến khi nói về Sọp, đó là người khai sinh ra các lối chơi dị nhưng hiệu quả. Kể từ ngày đầu tiên sang LPL, Sọp đã không theo bất kỳ một quy chuẩn sách giáo khoa nào mà hoàn toàn đánh theo sở trường của mình. Những tiết mục ganh ở ngay cấp 2 khi ăn bùa đỏ với Grave, một con Lee Sin lên dìu mãng xà đầu tiên khi đánh giải, hay Nidalee bỏ ganh để out farm đối thủ 100 lính, đó đều là những kiểu đánh chỉ thấy ở trong rạch nhưng Sọp dám làm và nó khiến cho đối thủ bất ngờ. Thống build đồ đem lại chiến thắng cho anh ta. Theo thời gian, khi tư duy và bộ óc của Sọp ngày càng tiến bộ thì anh ta cũng tự nghĩ ra cho mình nhiều kiểu đánh rất quái dị. Nổi bật nhất trong đó là việc lên các món đồ hỗ trợ khi đi rừng. Những món đồ tụ bão xe ke, lời thầy hiệp sĩ hay di chuyển chuộc tội, thứ chỉ xuất hiện khi bạn đánh hỗ trợ
và đôi khi là các tướng thuần tành đã được sọp cải tiến và sử dụng cho những con bài đấu sĩ ăn thịt với mức độ hiệu quả vô cùng bất ngờ. Hay ví dụ rõ ràng nhất chính là Olaf, dây chuyền chuộc tội, và Lee Sin, lời thầy hiệp sĩ độc quyền của sọp. Chính tiền tù này là người khai sinh ra mini meta đi rừng trong mùa xuân 2019 khi anh ta sử dụng Olaf trong danh và khám phá ra kiểu chơi này. Sau đó mạnh dạn đưa vào giải và không lâu sau đó, nó được phổ biến ra toàn LPL khi ai cũng học theo. Riêng con Lee Sin với lời thầy hiệp sĩ còn được gọi bằng Lee Sin gây ức chế nhất trong lịch sử. Vì với kiểu lên đồ này, thì với thầy tu mù trong tay sọp khá giống một hỗ trợ thứ hai. Sát thương không có bao nhiêu, nhưng siêu châu bò với hồi chiều nhanh. Một con hỗ trợ biết bay nhảy, tạo giáp và đá người ta văng lên 9 tầng mây. Kiểu đánh đó vô cùng ức chế vì độ cù cưa cao. Đánh Lee Sin thì chắc chắn không chết, mà để nó sống mà nó cứ bu vào đám xạ thủ của mình thì như một con đỉa dài nhách. Sọp đã biến một vị tướng chuyên về kỹ năng và sát thương trở thành tướng bảo kê và phá giao tranh, kiêm nhiệm vụ luôn danh và hỗ trợ cho xạ thủ. Nguyên mùa là biến không thắng sọp đồng ván nào. Nằm ở một món đồ khác, chỉ là kiếm âm u với mục đích là biến toàn bản đồ này là mắt của mình. Đây cũng là một dạng lên đồ mà gần như chỉ có sọp sử dụng. Thực ra trước khi nghĩ ra kiểu chơi này thì sọp vốn là một tuyển thủ ưa thích kiểm soát tầm nhìn, với kiếm âm u thì nó càng trở nên khó chịu gấp bội. Thực tế kiếm âm u đã là một trang bị được các sát thủ lên từ lâu, nhưng trong tay sọp nó mới phát huy được hiệu quả, chủ yếu vì anh ta luôn biết cách kêu gọi đồng đội. Đội đánh kiểu này sẽ làm mù tầm nhìn của đối phương hoàn toàn, kéo dài trận đấu để tới các pha giao tranh cuối game nơi họ thoải mái cấu rỉa với bản đồ sáng trực. Sunning đã từng đánh kiểu này hành hạ rất nhiều các đội tuyển trong năm 2021, tới mức khi xem họ đánh, các bình luận viên phải thốt lên, chơi kiểu này xong trận khá mà trầm cảm. Sau cũng lập kỷ lục là tuyển thủ có điểm tầm nhìn cao nhất khi đánh chuyên nghiệp, khi nó lên tới 295, tức là còn gần gấp đôi hỗ trợ. Chính vì những tư duy và lối đánh khác lạ, không ngại thử nghiệm và đi ngoài khuôn mẫu sân khoa, khiến sọp trở thành người đi rừng luôn luôn đáng xem nhất, không chỉ của LPL mà của cả thế giới. Mặc dù sự nghiệp của sọp vẫn chưa thể nào trọn vẹn, khi thần đầu Việt Nam vẫn chưa có một chức vô địch LPL nào, nhưng với những gì mà anh ta thể hiện và cống hiến, thì sọp có thể tự hào mình đã góp phần không nhỏ định hình meta đi rừng hiện đại, nhất là ở khu vực LPL. Đối với VCS thì sọp cũng là niềm tự hào của bất kỳ game thủ Việt Nam nào, là hình mẫu cho sự chuyên nghiệp cũng như cố gắng không biết mệt mỏi. Việc sọp từ một cậu bé vô danh đi tới LPL bằng con đường leo danh hàn cho tới lứa tuyển thủ đi rừng giỏi nhất thế giới đã cho thấy game thủ Việt Nam có đủ phẩm chất để vươn tới đỉnh cao nếu như bạn có đủ ý chí. Theo bạn, trong tương lai VCS sẽ sản sinh ra những thần đồng nào khác để tiếp nối câu chuyện cổ tích giống như sọp thứ hai khó? Hãy để lại bình luận ở bên dưới nha. Đừng quên nhấn nút like và đăng ký cho Cà Phê Liên Minh để không bỏ lỡ bất kỳ video hấp dẫn nào trong thời gian tới. Nếu như bạn có ý tưởng gì muốn Cà Phê Liên Minh thực hiện thì đừng ngần ngại nêu chúng ra ở dưới phần bình luận nha. Bọn mình luôn sẵn sàng lắng nghe các đóng góp ý kiến. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại. Một video rất là hay về sọp. Sọp thực sự là một thần đồng của Liên Minh Cộng sản Việt Nam. Để tìm ra sọp thứ hai thì hơi khó. Và thứ hai nữa là bây giờ sọp cũng đã có một cái kinh nghiệm rất là lớn ở tại LPL và giao tiếp cực kỳ tốt rồi. Bây giờ bất kỳ một tuyển thủ nào ở Việt Nam mà muốn sang du đấu với LPL thì nhất là phải có kỹ năng như sọp, mà sọp thuộc hạng thần đồng rồi, nó leo rank như cái máy điện, vừa rồi là leo top 2 thách đấu Hàn luôn, và bây giờ đánh đến 98 đúng không, hôm nay hai mấy 24 tuổi rồi thì vẫn còn giữ được tay, vẫn còn đánh đến top 2 thách đấu Hàn. Thực sự là để mà tìm một tuyển thủ như sọp rất là khó. Thứ nhất là nó thần đồng, thứ hai nữa là nó chăm chỉ vãi đái, và thứ ba nữa là nó ham học hỏi, nó sang đấy nó học tiếng Trung một thời gian, nó vẫn có thể giao tiếp tiếng Trung với các player như thông thường. Một cái ngôn ngữ giao tiếp nó là một cái rào cản rất là lớn ở cái trò chơi này. Thời 2015-16 khi mà sọp sang đấy thì còn gọi là giao tiếp bằng ping hoặc là có thể tự là solo carry, đánh kiểu đánh rank thôi, nó vẫn có thể kéo được một team tầm trung lên tầm nhóm gần đầu ở trên bảng xếp hạng ở LPL. Sau đó một thời gian thì nó giao tiếp được và nó chuyển sang lối chơi hỗ trợ đồng đội thì vẫn ok. Mùa này thì với lap này thì mùa xuân được top 6 đúng không? Nếu như đánh tốt những cái đợt đầu mùa xuân thì tôi nghĩ là có thể hứa hẹn rất là nhiều cho Weibo Gaming tại mùa giải này. Chỉ là đối với Weibo Gaming thì với những cá nhân như vậy thì cái phong độ của họ thực sự là một cái dấu chấm hỏi rất là lớn. Nếu mà không giữ được phong độ ổn định thì đánh ở LPL rất là khó. LPL là một giải đấu rất là khắc nghiệt và hy vọng là mùa này thì Sò cùng với Weibo Gaming sẽ đi xa ở LPL, cũng như là hy vọng là họ sẽ có được một chiếc vé đến với chung kết thế giới. Còn cảm ơn Cà Phê Liên Minh vì clip rất là hay. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video clip của Văn Tùng Reaction, cái clip của Cà Phê Liên Minh. Hẹn gặp lại anh em vào những video khác của Văn Tùng nha. Bye bye.